Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bạn Lê Phim Ba YouTube Channel. Và sau những ngày cày tôi vất vả, bây giờ mình xin trở lại với đợt review cầu thủ. Và lần này cầu thủ của chúng ta sẽ là Sadio Mane phiên bản C1 mà anh em có thể nhận được từ Bass sau khi chúng ta mua cái gói 219.000 từ cửa hàng. Đây như các bạn có thể thấy. Và Mane này thì boost là Agility, tức là boost này thì sẽ tăng cái chỉ số như là khống chế bóng, nhanh nhẹn, thăng bằng và phản ứng. Thì boost này sẽ giúp là Mane của chúng ta rất là mượt trong game. Đây như bạn có thể thấy là các chỉ số của Mane thì chúng ta có thể thấy các chỉ số dứt điểm, chỉ số tăng tốc, chỉ số tốc độ chạy thì rất cao, chọn vị trí cũng rất tốt, khả năng chuyền và khả năng của anh cũng rất là ổn. Tuy nhiên lực sút của anh thì không được cao lắm và chỉ số long sút của anh cũng khá là tương đối thôi. Ngoài ra thì khả năng cứa bóng thì chỉ có 80 thôi. Thì nói chung là anh sút trong vía tắc tắc thì cũng không có tốt lắm. Tuy nhiên thì nếu mà sử dụng anh để chạy hoặc là phối hợp các kiểu hoặc là ra hết tôi hết đó thì sẽ rất là phù hợp hơn. Đây như skill qua người của anh là skill xoay, thì anh cao 1m75 và nặng 69 cân. Anh có các skill ẩn như là khéo léo, phá vỡ việt vị và cuối cùng là tăng tốc. Vâng, cái bộ chỉ số rất hợp cho một cầu thủ chạy cánh kiểu mẫu trong chế độ head to head. Thì điểm mạnh của Mane á, thì chính là cái tốc độ và khả năng khéo léo của mình. Tuy nhiên điểm trừ của anh là khả năng sút xa, khả năng sút xa của anh không thực tốt. Vậy nếu mà bạn nào xài Mane á, thì trong chế độ VS tắc thì chúng ta nên đưa anh vào sát vòng cánh rồi chúng ta sử dụng anh để dứt điểm thì sẽ hiệu quả hơn. Đây như bạn có thể, đây là một số tình huống VS tắc. Đây như bạn có thể thấy là mình đã đưa bóng vào trong vòng cấm cho Mane dứt điểm. Đây, một pha bóng khác các bạn có thể thấy là Mane đi bóng rất là mượt. Mình sẽ dùng anh để cứa, tuy nhiên nó lại đi trúng xa rồi, vì khả năng cứa của anh khá là thấp và chỉ số sút xa thì cũng tương đối thôi. Nên là nếu mà các bạn sử dụng Mane thì trong chế độ VS tắc thì chúng ta nên lựa chọn những sơ đồ mà cầu thủ tiền vệ trái nó ít chen và chỉ yếu những trên xa thì chúng ta có thể sử dụng Mane. Còn ví dụ bình thường mà những sơ đồ mà VS tắc mà cầu thủ tiền vệ trái mà nhiều chen thì chúng ta có thể lựa cầu thủ khác. Đây, như vậy có thể thấy nên Mane đi bóng rất là mượt. Chúng ta sẽ đi bóng sát không thành, sau đó tung cú dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới, rất tuyệt vời. Đây một tình huống khác, Mane sẽ qua Nesta, sau đó cứa bóng vào góc xa ở trong vòng 15-50. Còn ở trong chế độ head to head, ở đây thì mình cũng có một số tình huống luôn. Đây là khi Mane ăn mừng một bàn thắng. Như các bạn thấy, một pha đập nhã và Mane với chỉ số chọn vị trí của mình đã phá bày việt vị rất tốt và tung về cú dứt điểm hàng của thủ môn đối phương. Ở đây thì mình sẽ có một trận đấu head to head. Vâng, như bạn có thấy là mình đang ở mốc 1.600.000 fan và chắc chắn mình sẽ đá rank luôn, và chắc chắn đối thủ thì sẽ rất là mạnh rồi. Để chúng ta cùng đợi một tí. Vâng, tìm trận khá là lâu anh em ạ. À, thì liệu chúng ta sẽ gặp ai đây? Vâng, tìm được trận đấu rồi. Vâng, nó loát khá lâu anh em ạ. Vâng, xin chào mừng anh em đã tới với một trận đấu ở mốc 1.600.000 fan. Đội của mình là đội Forever Young. Ở bên trái các bạn mặc áo màu trắng và đội Sinh ở bên phải các bạn. Vâng, đội này thì over 107 luôn, khá là mạnh. Vâng, và như vậy trận đấu đã bắt đầu. Pogba, Van Dijk, Duffy. Vâng, ở đầu trận thì mình luôn triển khai thế trận trước đã, để cho cầu thủ chúng ta có một cái vị trí tốt để chuyền bóng. Đây, đây là Mane, các bạn thấy là khả năng của Mane ra vào không được. Vừa rồi là một pha phối hợp 1-2 giữa Pogba và Mane, bây giờ chúng ta lại có Mane. Không được rồi, tuy nhiên Pogba lấy lại bóng. Gullit không thành công. Vâng, vẫn là Mane, rất là song xảo. Aubameyang không thành công. Ferran đã thi đấu rất tỉnh táo trong huống vừa rồi. Đội bạn thành công. Đây là Gullit. Bóng được chuyền sang cho Hazard. Bóng được trả về cho David.
David là cầu thủ tân binh của Bayern Munich có chỉ số chạy rất khủng hiện nay. Varane, Van Dijk, Duffy. Vâng. Nhưng phải đặt nhà của Mane, vẫn là Mane. Mane biết đi, tốc độ của Mane. Vâng, các bạn có thể thấy là Mane đi bóng và xoay người trong hết vía đắc tắc rất là mượt. Và anh đã mang về cho đội nhà một quả đá phạt góc. Người đá phạt sẽ là Gullit. Aubameyang đánh đầu. Wow! Như vậy thì số trận đấu này mở ở phút thứ 30. Người ghi bàn là Aubameyang. Với cuộc cú đánh đầu vào góc xa không thành. Sau pha tạt bóng của Ruud Gullit rất tuyệt vời. Hazard, Nagby, Lebel không qua được Duffy. Đây là Ferdinand. Nagby. Đây là Bell, tốc độ của Bell. Vẫn là Gareth Bell. Dứt điểm không được. Phải đánh đầu không thành công của Aubameyang. Bây giờ Donnarumma sẽ có một pha đưa bóng lên. Đây là Cancelo. Duffy. Vâng, Duffy là một trung vệ thi đấu rất tốt trong giai đoạn head to head. Vậy thể hình của mình cũng như là khả năng tranh chấp. Sadio Mane, vẫn là Mane. Vâng, các bạn có thấy là Mane giữ bóng khéo như thế nào. Van Dijk. Đây là Mane. Sẽ có một pha ném biên. Gullit. Vâng, Gullit và Vieira vừa khá một pha đập nhả với nhau. Tuy nhiên David đã cắt được bóng. Phản công. Hazard, vẫn là Hazard. Không được rồi, như vậy là hiệp 1 trận đấu kết thúc. Rồi Forever Young tạm thời dẫn đội Sing với tỷ số 1-0. Với bàn thắng duy nhất của Aubameyang ghi ở phút thứ 30 của trận đấu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hiệp 2 của trận đấu. Gullit, Varane. Không được chuyển ra The Say. Vieira. Đây là Aubameyang. Cánh rất là thoáng, đây là David. David tạt vào. Van Dijk ở trong và đoán được bóng. Nguy hiểm. Không thành công. Một cơ hội bị bỏ lỡ bởi Hazard. Rồi pha đưa bóng lên của Cancelo. Đây là Gullit. Vieira. Vâng, các bạn có thể thấy bộ đôi Gullit và Vieira có thể kiểm soát ở khu vực giữa sân rất là tốt. Vieira không được. Duffy, Sadio Mane. Đập những pha đập nhả từ bạn bè Mane. Chuyển sang cho Aubameyang. Xuất xa. Wow, các bạn chỉ sơ là 2-0. Người ghi bàn lại là Aubameyang. Vâng, và người kiến tạo cho tình huống rồi chính là Sadio Mane với khả năng đi bóng lắc léo cũng như khả năng chuyền bóng của mình rất tuyệt vời. Tỷ số trận đấu hiện đang là 2-0 nhưng là đội Faroe Giang. Gullit, Vieira, đây là Davis, De Sey, Hazard, không qua được Cancelo rồi. Đây là Bandekita, đây là Mane. Vâng, những pha tranh chấp ở giữa sân rất quyết liệt. Đây là Vieira, vẫn là Vieira. Tuyệt vời, lại là Van Dijk ở trong trận pha bóng. Một trận đấu mà Van Dijk đã có rất nhiều tình huống đập. Được tình huống rất là tuyệt vời. Để Sey, Gullit. Vâng, đội bạn cũng đang rất là bế tắc trong đường vào khung thành. Đây là Aubameyang. Gnabry. Duffy rất khỏe, tuy nhiên là có một pha đá phạt. Vậy không thành công rồi. Duffy. Ferdinand đã cắt được bóng. Đây là Vieira. Aubameyang. Vâng, liên tiếp là những tình huống tranh chấp ở giữa sân. Vâng, như vậy là trận đấu đã kết thúc. Như vậy rồi Faroe Giang đã có chiến thắng với tỷ số 2-0. Và các bạn có thể thấy là khả năng quậy của Mane bên cạnh rất là khó chịu. Vâng, và xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Anh em nhớ like và comment ủng hộ video nhé.